<laughs> xin chào các bạn he he. các bạn ơi mình là xe cần cẩu có cái bánh siêu to khổng lồ đây các bạn ơi hoa wow. <laughs> Mình có tới 8 cái bánh luôn nha các bạn. Nhưng mà hai cái bánh trước là hai bánh siêu to khổng lồ luôn nè. <laughs> Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đi tìm vô chơi nha các bạn ơi. Nào, let go nào. Bin 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 tin tin tin. Chạy hết ra nào. Ôi, ơi, ơi, đụng một chiếc xe vậy các bạn ơi. Wow, wow. Ôi, một chiếc xe này nó cũng có bánh siêu to khổng lồ giống mình luôn nè. Wow. Ây da, ây da đụng y. Hey lật luôn rồi ha 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 bạn siêu to bạn siêu to khổng lồ này nhưng mà có bánh đụng nhẹ cái lật luôn bạn ơi wow thôi mình đỡ các bạn vậy nha mình khám phá bạn nha ha <laughs> ha wow bây giờ mình sẽ cẩu bạn này lên mình xin lỗi bạn xe tải nha ha <laughs> ha mình sẽ cẩu lần lên nha wow mình là một xe cẩu siêu to khổng lồ các bạn ơi wow xe cẩu có cái bánh siêu to khổng lồ nha rồi mình tải lên nha. Wow, wow. Oh, yeah. Wow. Ô oh, xin lỗi bạn xe tải xe tải bên nha. Wow, còn ở đây là xe chở gì các bạn ơi? Wow. Đây là một chiếc xe công nông đây bạn ơi, xe tải công nông nha. Wow, một ở đây một xe tải bê xe thùng nè. À thì ra xe tải này chở cái xe một xe bảy cơm nông mà chở thêm bạn chú chó của hộ đây chú chó của hộ trắng màu vàng vậy và rất dễ thương luôn ha đâu mình sẽ bỏ lại nha các bạn wow xin lỗi bạn sẽ tải bên nha mình đã lỡ lỡ đụng bạn nha wow đấy ha, rồi mình đút vô đây mình cho vô nha rồi tìm được một xe đồ chơi nha các bạn wow Wow, hai cái bánh đây. Wow, cái bánh của bạn cũng bự luôn. Bánh mình cũng bự luôn nè, thấy chưa? À, bánh sau của mình là chút ép à. Bên trước bạn có chút ép thôi. <laughs> wow, bạn cũng đi tìm đồ chơi với mình nhé. Bạn xe tải bên ơi. <laughs> wow, let's go nào. Wow, ôi, đúng là xe gì đó bay, ơi. Wow, là một xe tải ben nữa các bạn ơi wow nhưng mà rất là đẹp luôn wow lại có cái bánh rất là to bánh trước rất là to nhưng mà bánh sau rất là nhỏ bé luôn nè <laughs> wow anh sẽ tải chở gì đây à mình sẽ khám phá anh chở gì đây nha ôi các bạn ơi ha <laughs> ha mình sẽ khám phá nha à thì đây là một chiếc mô tô nha nữ chạy nha các bạn à một bạn nữ rất là đẹp gái luôn nè he 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 Wow Thôi mình để a à, xe này có giới thiệu nha các bạn Wow mình để mình thử nha Mình thử cho bạn nữ nha. chạy nha các bạn Wow he Wow nó có cánh quạt ở trên đây luôn các bạn ơi Thấy chưa nè Ha ha Dạ bạn này chữ chạy nha Cô chừng bạn bay luôn đó nha Có cánh quạt ở chừng bay luôn các bạn ơi Wow Ôi các bạn ơi Trong đó có rất nhiều xe luôn kìa Wow một chút một xíu mình sẽ tìm tới nha Bây giờ mình còn cái này nữa đây Ôi oh

rồi mình tiếp tục đi luôn này, nè nè. Ha ha. Wow. ui các bạn ơi, sao hôm nay tì tìm những chiếc xe toàn là bánh bự với bánh nhỏ không vậy các bạn? Ha <laughs> Wow nè, tiếp tục nha. Chú heo đánh trống mẹ mê luôn các bạn ơi. Đó. À, <laughs> đánh liên tục nha. <laughs> rồi mình tiếp tục thôi. <laughs> tiếp tục thôi nào. À chú heo hình như mệt rồi đó, nghỉ đánh nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho chú heo đánh tiếp nha à mình quay cái này nè là chú heo sẽ đánh tiếp nha các bạn đó tiếp <laughs> tục nào wow các bạn ơi lại một cái xe gì nữa các bạn ơi ô, ô, ô. ô các bạn ơi ô một cái xe gì cái bánh sao siêu to khổng lồ luôn bánh trước chút ép à các bạn ơi wow thì là xe ô tô máy xúc rồi sức luôn cạn luôn bạn ơi oh, oh, oh. mình sửa lại nha để mình sửa cho các bạn xem nha mình là chuyên gia sửa xe mà wow mình sửa rất là ok luôn các bạn ơi <laughs> cái cần nó nè đọc không bạn thấy đọc không ôi <laughs> bạn ơi hình như mình sửa lộn rồi quá <laughs> wow. à mình chơi kiểu mới luôn các bạn ơi <laughs> wow chiếc xe rất là độc luôn nè à. <laughs> bánh sau bánh trước ngay xíu à bánh sau chào bá lửa luôn bạn ơi nè <laughs> wow mình tiếp tục đi nha các bạn ơi nè à, <laughs> rồi bạn dẫn đầu nha rồi à cái cái người bạn gái nữ này lên đây nhé ok wow đây lên chiếc xe này đi wow anh heo đánh trống đi nào anh đừng có làm biến quá nha <laughs> đánh trống đi nào nè mình lít gông các bạn ơi Wow, các bạn đi không thẳng lối thẳng đường rồi. Mình sẽ xếp các bạn lên nha. Mình phải đi thẳng lối thẳng đường nè. Ha ha, tránh để ra chạm nha các bạn. Đó. Wow, cái anh bạn xe cẩu trước, anh bạn xe cốt trước phải bẻ lái nha. Wow, bạn ơi. Có một chiếc xe gì nữa các bạn ơi Ô hô hô Wow Ôi oh, một chiếc xe gì mà cái bánh xe xa... Ôi Ngộ quá các bạn ơi Wow Thì ra đây là xe cần cẩu cứu hộ các bạn ơi Đây nè Ôi Mà sao có hai cái bánh này nhỏ Mà cái bánh này bự chà bá vậy cha chà, chà 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 Ngộ nha Wow Hôm nay tìm những chiếc xe kỳ quặc không bạn ơi Bánh chà bá không à Wow rồi nè các bạn ơi nè mình để tiếp tục nha tiếp tục đi nè các bạn ơi <laughs> wow cần cổng này mình sẽ để mình dựng cao lên nha ha <laughs> rồi tiếp tục để đẩy đi đoàn đi nha tiếp tục nào wow quá nhiều xe lạ luôn các bạn ơi wow mình để ngay đây nha ha <laughs> rồi đẩy nè anh đi ra ha bin 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 wow đoàn mình rất là dài luôn các bạn ơi bin 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 ui ôi anh kia bẻ lái sao vậy ha <laughs> ha bẻ lái ngược lại nha ha <laughs> ha wow nè mình đẩy đi nha rồi đẩy tiếp tục nha ôi bin 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 bin, bin. ôi cái anh nào gớt cái bánh xe ra luôn rồi wow ôi là của anh này bạn ơi ha <laughs> ha của anh xe cẩu này mất mấy bạn ơi ha <laughs> mình bỏ vô đây nha thôi các bạn ở đây nhé mình tự mình đi tìm đây mình tự mình đi đây mình đẩy các bạn mình mệt quá ha <laughs> mình bẫy các bạn mình mòn mình xe bự trước luôn rồi e bin 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 chút xíu mình sẽ là quay lại tìm các bạn nha bin, 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 bin. ôi ôi các bạn ơi cái gì vậy wow các bạn ơi là một chiếc xe nữa các bạn ơi ôi sao cái bánh này nè bánh bự bánh nhỏ vậy ôi ở trong đây nó chở gì nè wow một xe tải chở wow các bạn ơi một cái xe công nông nè các bạn ơi xe công nông phá tường luôn nha rất là đẹp đúng nè màu vàng luôn nha các bạn wow nó chạy được nha bạn ơi nè 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 bạn coi này nha nè nè mình đẩy này nha wow wow ủa các bạn ơi xe này sao có bánh bự bánh nhỏ kìa ta khá là đẹp luôn đó các bạn wow mình chạy thử nha ôi ôi đằng kia rất là nhiều xe luôn kìa wow mình tiếp tục đi thôi nào anh xe anh xe cần cậu. wow <laughs> thảm phá chiếc xe về đây ôi là một cái xe múc cát các bạn ơi ô tô múc cát này wow hai cái bánh ngộ vậy ta wow một cái bánh nhỏ và một cái bánh bự các bạn ơi <laughs> ngộ quá nè wow mình đẩy bạn đi chơi nha wow ôi đây là một chiếc xe gì nữa bạn ơi Ôi là tiền bạn ơi Cũng là xe cần cẩu bút cát nè Ô tô bút cát mà sao kỳ gì vậy ta Trời ơi cái cần cẩu nó mà chà bá lửa luôn bạn ơi Ủa mà sao có bánh xe trước chút xíu vậy bạn Ô ngộ như chàng ô ô, ô, ô. các bạn ơi kỳ quá rồi Có những chiếc xe kỳ quá ha Ê da <laughs> Thôi mình đem vô nha các bạn <laughs> Wow các bạn ơi rất là nhiều đồ chơi luôn À, ha, bây giờ mình sẽ đem về nhà nha Wow các bạn ơi nè Mình chạy về nhà nha Rồi xin chào các bạn nha Mình thôi Mình sẽ đi chơi ra tìm đồ chơi thôi các bạn ơi Kết thúc là clip nha các bạn Wow xin chào các bạn nha